Cô snai Afghanistan rịp áp bí bí chì krom nơi thang ngay tế mùi. Cảm ơn ngay tìm một phê bởi mùi khách thân nô chân nằm bí bọn một phê bấy xa rạp bò rừng miễn bó rà tế bán chốc sai bí bí thị rịp áp bí bí đợt thông mùi nơi bởi tế Afghanistan để miễn công cầm lọt nâng công cầm mông chì chân cụ. Vô kê bán xâm đạch chân rịp áp bí bí chì cựu nơi tí gần lại nâng thang ngay tế mùi bẹp ní. Để xa chọn cách bánh thôi cả chùm này bạ hai công cầm lọt khá có miễn bạ chùm nô tạch tuối phong đài. ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាក្រុមនេះបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគេបានបំបីកងកម្លោះនិងកងក្រមុំឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាមុនពេលពួកគេបានជួបគ្នាក្រោយអាហារថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់មកពួកគេនឹងឡើងជិះរថយន្តដែលតុបតែងទៅដោយផ្កាជួនិងខ្សែបូជំរុះពណ៌កងកម្លោះម្នាក់និយាយថាដោយសារការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលខ្លួនឯងខ្លួនត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនទើបសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពា
riêng chậm nắng đòi ông cả sắp đồ thỏ mũi nâng miền cả đo vật thụ mùi chùm nuôn nằm bây ai cố sạc gò thầm mây chấp đàm có sáng chì vật rùm khả nịp đồ chía gồm rạp rùm nâng xóm phía rạp rạp nông tiết bái chì đàm. Lên bình ní kể các bạn anh chơi mình trầy một bí cửa xuống lờ công bố sạc lật thỏ một chỗ rùm chìa phí nhiếm kỳ tử dứa nâng lang miền mặt tệ khả nông bí thí phong đài. Bà tôi chì miền cả ăn cùng bí cái đấy bọn tay kể bạn ham khọt cả rộm nâng xâm lê nâng trầy cực rộp hết chấp tăng bí cửa ta lị bóng bàn cực cực rộng protein ní lãng vĩnh nơi khai xây hà chân nằm bí bốn mà phầy mùi. Lúc rô hồ lá, rùi giái, chìa con gồm lọ ảy dụ đắp rầm bầy chân nằm bà nền dây bạp xa rạp bò rầm miền á ai bê thả. Lúc khám mê là tập hiệp riêng chom bì thi áp bì 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 đời khuôn anh tì. Bà chế bón, cả châm nái xâm đập cả riêng chom bì thi áp bì 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 đời bì muốn. Cứ trời châm nái bạp chá bì, bì bòn bàm bì rơi 20 đô la tờ bây bòn bì rơi đô la Amerik ảnh nọ. ការរៀបអភិភិភិរួមបែបនេះលោកចំណាយប្រាក់ចាប់ពី136ដុល្លារទៅ208ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ កងកម្លាំងវ័យក្មេងរូបនេះគឺជាជនជាតិភៀតតិចមូស្លីម Hazarazia Mopikat Goa លោកប្រាប់ថាលោកទទួលបានប្រាក់ចំណូលតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃហើយលោកបានអញ្ជើញភ្ញៀវខាងប្រុសនិងខាងស្រីដើម្បីមកចូលរួមក្នុងពិធីអភិភិភិភិរបស់លោកត្រឹមតែ 35 នាក់ប៉ុណ្ណោះបើលោករៀបចំពិធីអភិភិភិភិភិដោយខ្លួនឯងវិញគឺលោកត្រូវអញ្ជើញភ្ញៀវចាប់ពី300នាក់ទៅ400នាក់